Chào mừng các bạn đã đến với Top 5 TV bán chạy nhất năm 2023 tại điểm Mason. Vị trí thứ 5 thuộc về chiếc Google TV Sony 4K 43 inch KD43X77L. TV đang có nhiều phiên bản kích thước màn hình phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng. Một chiếc TV sở hữu độ phân giải 4K cho hình ảnh sắc nét, sống động. Hệ điều hành Google TV giúp dễ dàng truy cập mọi nội dung. Đây là một lựa chọn phù hợp cho những người có nhu cầu tìm mua một chiếc TV có kích thước vừa phải, chất lượng tốt, giá cả phải chăng. X77L được thiết kế viền đen, mỏng, tăng sự sang trọng, tạo sự chắc chắn với chân đế hình chữ V úp ngược. Độ phân giải 4K nâng cấp hình ảnh gấp 4 lần so với TV Full HD cho hình ảnh sắc nét, sống động. Nâng cấp hơn là công nghệ 4K Xperity Pro nâng cao độ chi tiết của hình ảnh, giảm nhiễu và tăng độ chân thực. Tăng cường màu sắc nhờ công nghệ Light Color Motion Flow XR200 mang đến hình ảnh mượt mà, lọc bỏ những màu sắc thừa, tái hiện từng khung hình tự nhiên, màu sắc tươi mới đến không ngờ. TV sử dụng công nghệ Dolby Audio giả lập âm thanh vòm cùng bộ khuếch đại âm thanh S-Master Digital Amplifier giúp loại bỏ tiếng ồn, tăng chất lượng âm thanh với loa X-Balance kết hợp với ClearFace tùy chỉnh âm thanh giúp nghe rõ hơn và giảm tình trạng méo tiếng nhiễu âm, tạo cho bạn trải nghiệm xem phim đầy lôi cuốn. Hệ điều hành Google TV dễ dùng, điều khiển nhanh chóng bằng giọng nói nhờ trợ lý ảo Google Assistant. Đứng ở vị trí thứ tư là Smart TV Samsung 4K Crystal UHD 65 inch UA65AU8100. TV đang có nhiều phiên bản kích thước màn hình phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng. AU8100 là một chiếc TV giá tầm trung, kích thước màn hình 65 inch, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, từ gia đình đến người yêu thích phim ảnh, thể thao hay những người có ngân sách hạn chế. Sở hữu thiết kế siêu mỏng E-Slim, không viền, ba cạnh sang trọng, cùng chân đế vững chắc, phù hợp trưng bày trong các không gian. TV sở hữu bộ xử lý Crystal 4K, giúp nâng cấp nội dung có độ phân giải thấp lên 4K, kết hợp cùng công nghệ Dynamic Crystal Color Contrast Enhancer giúp tăng cường tối đa độ tương phản và phủ nhiều lớp sáng tối lên toàn bộ màn hình, tạo ra màu sắc sống động và chân thực cho hình ảnh có độ sắc nét cao hơn. Dòng AU8100 được trang bị công nghệ âm thanh Adaptive Sound Q-Symphony mang đến trải nghiệm âm thanh sống động, chân thực và bùng nổ cho người sử dụng. Ngoài ra, TV còn có hệ điều hành Tizen có nhiều ứng dụng giải trí hấp dẫn, đặc biệt dễ sử dụng. Vị trí thứ 3 trong danh sách gọi tên chiếc Smart TV NanoCell LG 4K 55 inch 55 Nano 76 SQA. TV đang có nhiều phiên bản kích thước màn hình phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng. Sản phẩm này rất đáng cân nhắc cho những người dùng đang tìm kiếm một chiếc TV có chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt, nhiều tính năng thông minh và thiết kế đẹp mắt. TV NanoCell LG 55 Nano 76 SQA sở hữu thiết kế sang trọng, hiện đại cùng chân đế hình bán nguyệt chắc chắn, tạo nên tổng thể sang trọng, hiện đại cho không gian phòng khách gia đình. TV được trang bị màn hình NanoCell giúp tăng cường độ thuần khiết của màu sắc, hiển thị hình ảnh sắc nét, mang đến hình ảnh chân thực và sống động. Định dạng HDR cải thiện hình ảnh và chất lượng tương phản sâu hơn và màu sắc chính xác hơn, mang đến sự trải nghiệm ấn tượng cho người dùng. Được trang bị bộ xử lý AI Alpha 5 Zen 5 4K, được nâng cấp chất lượng nội dung hình ảnh lên gần sát 4K nhất. Ngoài ra, Nano 76 SQA mang đến âm thanh bao trùm và bùng nổ nhờ công nghệ AI Sound Pro, được nâng cấp âm thanh 5.2.1, tự tối ưu hóa âm thanh theo mọi thể loại. Sản phẩm sử dụng hệ điều hành webOS phiên bản 22, trực quan và dễ dùng, tích hợp kho ứng dụng phong phú. Vị trí áo quần trong danh sách thuộc về Smart TV QLED 4K 55 inch Samsung QA55Q65A. TV đang có nhiều phiên bản kích thước màn hình phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng. Q65A cung cấp cho bạn một chiếc TV có chất lượng, hình ảnh tốt, sắc nét, nhu cầu giải trí cao cấp với màn hình sắc nét, sống động, âm thanh vòm, chân thực. Thiết kế trang viền 4 cạnh giúp tối đa hóa diện tích màn hình. Chân đế được thiết kế gọn gàng, vững chắc, giúp TV đứng vững trên nhiều bề mặt khác nhau. Bộ xử lý Quantum 4K Lite là bộ xử lý được Samsung trang bị cho các mẫu TV QLED 4K tầm trung, có khả năng nâng cấp độ phân giải lên 4K, giúp hình ảnh hiển thị sắc nét và tối ưu hóa hình ảnh. Công nghệ Quantum Dot và chuyển động mượt Motion Accelerator Turbo giúp giảm thiểu hiện tượng nhòe hình khi xem các nội dung chuyển động nhanh, hiển thị hình ảnh chi tiết và sắc nét hơn. Đặc biệt hơn, TV được trang bị công nghệ Quantum HDR kết hợp với đèn nền Dual LED giúp tăng cường độ tương phản của hình ảnh và kiểm soát đèn nền tốt hơn. Công nghệ âm thanh OTS Light mang đến cho người dùng những trải nghiệm âm thanh phát ra từ TV sẽ lan tỏa xung quanh, tạo cho người dùng cảm nhận được sự sống động và chân thực hơn từ âm thanh. Ngoài các công nghệ trên, Smart TV QLED 4K 55 inch Samsung QA55Q65A trang bị bảng điều khiển Quantum Remote hỗ trợ sạc bằng ánh sáng và USB-C nên không cần lo lắng về vấn đề thay pin.
Vị trí, quán quân thuộc về mẫu Google TV LED FHD TCL 32S5400. TV đang có nhiều phiên bản kích thước màn hình phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng. Google TV LED FHD TCL 32S5400 có kích thước màn hình 32 inch phù hợp cho các không gian nhỏ hẹp như phòng ngủ, phòng bếp, v.v. Tìm kiếm bằng giọng tiếng Việt, remote tích hợp micro. TV có thiết kế tràng viền tinh tế, trang bị chân đế kiểu chữ V úp ngược có kết cấu chắc chắn, cảnh viền mỏng làm từ kim loại ôm sát vào thân màn hình. Với độ phân giải Full HD kết hợp với định dạng HDR10, HLG giúp nâng cao chất lượng hiển thị cho độ tương phản sâu, màu sắc rực rỡ, cho người xem dễ dàng phân biệt giữa các chi tiết trong bóng tối và ánh sáng, và những trải nghiệm xem TV sống động và chân thực hơn. Công nghệ Micro Dimming và Smart HDR là những công nghệ quan trọng giúp cải thiện chất lượng hình ảnh của Google TV 32S5400, như là làm nổi bật các chi tiết, tạo chiều sâu, hình ảnh hiển thị rõ ràng, sống động và chân thực hơn. Ngoài ra, TV còn được tích hợp công nghệ Dolby Audio mang đến âm thanh vòm sống động, kết hợp cùng công nghệ DTS tạo ra âm thanh đa chiều, rõ ràng, sống động, lôi cuốn người xem. TCL Google TV 32S5400 sử dụng hệ điều hành Google TV với kho ứng dụng phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu giải trí cho người dùng. Và đó là những sản phẩm nằm trong top 5 TV bán chạy nhất năm 2023 tại Điện Máy Xanh. Những chiếc TV không những để xem phim giải trí cuối tuần của gia đình mà còn để trưng bày trong phòng khách, thể hiện gu thẩm mỹ, làm nâng cấp không gian sống cho gia chủ. Thế nên, nếu đang cân nhắc đến việc đầu tư một chiếc TV mới thì hãy nhanh tay truy cập vào trang web dienmayxanh.com để được tư vấn, đặt hàng và giao hàng miễn phí nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video sau.